Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Hải sẽ dạy các em toán lớp 7, bài số 2 chương 2 sách kính diệu. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm nâng cấp hai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ học bài số 2 tập hợp R, các số hợp nha. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi là các số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là gì? Thì những cái số hữu tỉ và số vô tỉ người ta gọi chung là chính là số hợp nha. Và tập hợp các số hợp người ta ký hiệu chính là R, đúng không? Như vậy các em đã học tập hợp các số tự nhiên chính là N, tập hợp các số nguyên chính là Z, tập hợp các số hữu tỉ là Q, tập hợp các số vô tỉ là Y ngắn, và tập hợp các số hợp chính là R, đúng không? Trong số hợp sẽ gồm có số tỉ và số vô tỉ. Một lá mã mình sẽ về tập hợp số hợp, một nhỏ học về số hợp. Hoạt động 1, mình sẽ nêu hai ví dụ về số hữu tỉ. Và câu B, mình sẽ nêu hai ví dụ về số vô tỉ. Giờ thầy sẽ làm câu hoạt động 1 nha. Câu nha chứ. Giờ mình sẽ nêu hai ví dụ về số hữu tỉ. Hai số hữu tỉ là như vậy, ở đây ví dụ như là số hữu tỉ có nghĩa là mình số mình quyết được dưới dạng phân số thì gọi là số hữu tỉ, đúng không? Nên thầy sẽ cho một phân số ví dụ như là 3/8 chẳng hạn, ví dụ như là 5/9 này, đúng không? Giờ tiếp theo là âm 0,6 chẳng hạn. Âm 0,6 thì mình có thể biết thành phân số chính là 6/1, đúng không nào? Thì những số mà biết thành phân số được đều là số hữu tỉ thôi, đúng không? Như vậy mình đã ví dụ được hai số hữu tỉ. Tiếp theo mình sẽ ví dụ về hai số vô tỉ nhé. Vô tỉ là ví dụ như là căn bậc 2 chẳng hạn, đúng không? Hoặc là căn bậc 5 cũng được nha, đúng không? Thì các em bấm máy tính thì mình thấy là căn bậc 2 sẽ là một số hợp phân vô hạn không tự quan, chính là một số vô tỉ, đúng không? Tiếp theo là mình thấy là số bi cũng được, đúng không? Thì số bi cũng chính là một số vô tỉ. Số vô tỉ chính là số hợp phân không tương quan. Giờ như vậy mình xong hoạt động 1 nhé. Giờ hoạt động 1 của em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết các em làm được. Như vậy mình sẽ đến phần ghi nhớ. Số hữu tỉ và số vô tỉ người ta gọi chung là số hợp. Tập hợp các số hợp ký hiệu là R lớn nha. Đúng này. Như vậy tập hợp các số hợp chính là R lớn. Tập hợp số hợp sẽ gồm có số hữu tỉ và số vô tỉ. Tiếp theo mình sẽ qua phần số 2 biểu diễn hợp phân của số hợp. Giờ biểu diễn hợp phân của số hợp có hoạt động 2, nêu biểu diễn hợp phân của số hữu tỉ. Như vậy số hữu tỉ sẽ là số được biểu diễn dưới dạng số hợp phân hữu hạn hoặc là vô hạn tương quan, đúng không? Còn số vô tỉ thì mình sẽ biểu diễn được dưới dạng số hợp phân vô hạn không tương quan. Như vậy câu hoạt động 2 các em trả lời như sau. Số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng số hợp phân hữu hạn hoặc là vô hạn tương quan. Ví dụ như là mình sẽ có ví dụ như là 1/5 là 0,2, còn 1/3 chính là 0,3333. Thì đó là những số hữu tỉ. Thì mình có thể viết dưới dạng số hợp phân hữu hạn hoặc vô hạn tương quan. Còn số vô tỉ sẽ được biểu diễn dưới dạng là số hợp phân vô hạn không tương quan. Đúng không? Ví dụ căn bậc 2 của 2, căn bậc 2 của 3 hoặc là số bi là những số vô tỉ, là khi mình biểu diễn số hợp phân thì nó là vô hạn không tương quan, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mỗi số hợp là số hữu tỉ hoặc là số vô tỉ.
Vì thế, mỗi số thật đều biểu diễn được dưới dạng số thật phân hữu hạn và vô hạn. Cụ thể ta có sơ đồ sau. Như vậy, số thật sẽ gồm có số hữu tỉ và số vô tỉ. Số hữu tỉ thì mình biểu diễn bằng số thật phân hữu hạn hoặc là vô hạn tuần hoàn. Còn số vô tỉ thì sẽ biểu diễn bằng số thật phân vô hạn không tuần hoàn. Được không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần 2 La Mã biểu diễn số thật trên trục số. Và động 3 biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số âm 1 phần 2, 1, 1,25 và 7 phần 4. Như vậy người ta biểu diễn yêu cầu mình biểu diễn các số hữu tỉ này trên một trục số thì các em sẽ vẽ một cái trục số đồng nghĩa. Đúng không? Mình thấy là mẫu số ở đây là 4, có nghĩa là từ 0 tới 1 mình sẽ chia làm 4 độ bằng nhau. Tương tự 1 tới 2 mình cũng chia làm 4 độ bằng nhau. Và 0 tới âm 1 mình cũng chia làm 4 độ bằng nhau. Đúng không? Giờ sau đó thì mình sẽ như vậy là số 0, số 1 đây 0, 1, 2 như vậy là âm 1 phần 2 có nghĩa là âm 1 0,5 có nghĩa là phân nửa từ 0 tới âm 1 thì phân nửa là chỗ này đúng này như vậy ở đây chính là âm 1 phần 2 là chỗ này đúng này như vậy vị trí này chính là âm 1 phần 2 nha như đây chính là âm 1 phần 2. Đúng này. Em 1 phần 2 chính là cái bạch. Như thầy sẽ thêm cái chấm tròn chỗ này để cho các em dễ nhìn rõ nha. Như ở đây chính là em 1 phần 2. Giờ tiếp theo 1 thì mình có giờ. Đúng này. Bây giờ là 1,25. 1,25 chính là 5 phần 4. Đúng này. Có nghĩa là 1 và thêm 1 phần 4 nữa. Như ở đây là 1 này. Thêm 1 phần 4 nữa là vị trí này. Như vậy vị trí vạch này chính là 1,25. Đúng này. Giờ thầy sẽ chấm tròn chỗ này để cho các em nhìn rõ hơn nha. Như vậy chấm ở đây chính là 1,25. Mình sẽ để là 1,25 nha. Hoặc là các em để phân số chính là 5 phần 4 cũng được. Đúng này. Như vậy là cái chấm tròn chỗ đó chính là 1,25. Tiếp theo là 7 phần 4. Như vậy là 7 phần 4 thì từ 0 tới 1 chia làm 4 đoạn nè. Bây giờ mình sẽ lấy thêm 3 đoạn nữa. 1, 2, 3. Như vạch này chính là 7 phần 4. Thầy sẽ thêm nhóm tròn chỗ này cho các em dễ nhận diện nha. Như vậy ở đây chính là 5, 7 phần 4. Đúng nè. Giờ như là mình biểu diễn xong nha. Như giờ mình hoạt động 3 nha. Hoạt động 3 các em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm khích video. Thầy biết các em làm được. Giờ tương tự như đối với số hữu tỉ ta cũng có thể là biểu diễn mỗi số thật trên trục số khi đó điểm biểu diễn số thật x được gọi là điểm x đúng không? Giờ tiếp theo ví dụ 1 biểu diễn số thật căn bậc 2 của số 2 trên trục số. Giờ ở đây người ta sẽ giải ví dụ 1 để biểu diễn số thật căn bậc 2 trên trục số ta sẽ làm như sau. Như vậy ở đây mình sẽ vẽ một cái hình vuông. Có cạnh bốn cạnh đều là một hết như vậy đường chéo của cái hình vuông này chính là căn bậc 2 đúng không? Như vậy là mình sẽ vẽ cái đường chéo này giờ mình sẽ dùng cơm ba đúng không? Giờ mình sẽ vẽ một cái hình tròn một phần hình tròn có đường kính chính là cái đường chéo này như chính đây là căn bậc 2 như điểm này chính là căn bậc 2 đúng không? Đó là cách mình xác định căn bậc 2 trên trục số nha đúng không? Dựa vào một cái hình vuông có cạnh là một thì đường chéo của hình vuông đó chính là căn bậc 2. Vẽ hình vuông với cả một cạnh là đoạn thẳng có hai đầu mút điểm O và điểm 1. Khi đó đường chéo của hình vuông sẽ có độ dài chính là căn bậc 2. Vẽ một phần đường tròn tâm O có điểm gốc chính là O. Và bán kính sẽ là căn bậc 2. Các trục số tại điểm A nằm trên điểm bên phải điểm gốc O ta được là OA chính là căn bậc 2 của số 2. Điểm O biểu diễn gốc O và điểm A sẽ biểu diễn căn bậc 2. Đúng.
Mình sẽ có nhận xét do căn bậc 2 không phải là số hữu tỉ mà là một số vô tỉ, nên không phải mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ. Vậy các điểm biểu diễn số hữu tỉ không lấp đầy trục số. Người ta chứng minh rằng mỗi số cực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số, ngược lại là mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số cực. Vì thế trục số còn được gọi là trục số cực. Như vậy trục số chính là trục số cực. Ở đây là tập hợp tất cả các số cực, gồm có số hữu tỉ và số vô tỉ luôn nha. Như mình thấy là trong trục số này là từ 0 tới 1 thì sẽ có điểm là 0,3, chính là một số hữu tỉ, đúng không? Chính là số cực. Ở đây là căn bậc 2 của số 3, đúng không? Và đây là 2 vòng phần 3. Thì đây là số vô tỉ, đây là số hỗn số này mình đổi ra phân số được nên gọi là số hữu tỉ. Số hữu tỉ và đây là một số hữu tỉ, đây là một số vô tỉ, đúng không? Như vậy trục số này người ta còn gọi là trục số cực nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua ba phần ba la mã số đối của một số cực. Thì số đối của một số cực cũng giống như là số đối của một số hữu tỉ, không có gì khác biệt nha. Hoạt động 4 đọc kỹ nội dung sau. Gọi A là điểm nằm bên phải của góc O biểu diễn số cực căn bậc 2 của số 2 trên trục số nằm ngang. Gọi B là điểm nằm bên trái của góc O sao cho OA bằng OB. Điểm O sẽ biểu diễn góc O, góc 0 nha. Khi đó thì điểm B biểu diễn một số cực chính là âm căn bậc 2 của 2. Đúng này. Như vậy ở đây là 0 thì bên phải từ đây đến đây là căn bậc 2. Thì ngược là từ khoảng cách từ đây tới đây là căn bậc 2 thì giá trị ở đây chính là âm của căn bậc 2 số 2. Đúng này. Như vậy hai số căn bậc 2 và âm căn bậc 2 số 2 thì đây là hai số đối nha. Giống như là số đối của số nguyên và số hữu tỉ không. Như là hai điểm biểu diễn số cực căn bậc 2 của số 2 và âm của căn bậc 2 số 2 sẽ nằm hai phía của điểm gốc 0 và cách điều điểm gốc không. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần ghi nhớ. Trên trục số thì hai số cực phân biệt có điểm biểu diễn nằm về hai phía của điểm gốc không và cách điều điểm gốc không được gọi là hai số đối nha. Số đối của số cực A chính là âm A. Số đối của số không là số không. Đúng không? Như vậy mình sẽ có nhận xét là số đối của âm A chính là số A, tức là âm của số âm sẽ đi ra số dương. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp ví dụ 2. Tìm số đối của âm 1 phần 4 và 1,8 và căn bậc 2 của số 2. Như vậy số đối của số âm thì ra số dương, đúng không? Còn số đối của số dương là số âm, dương và âm. Giờ thì sẽ làm câu thực hành số 1 giống như cái ví dụ 2, đúng không? Giờ câu thực hành số 1 người ta kêu mình tìm số đối của một số sao. Như mình trả lời giống như đây, số đối. Của 2 2 phần âm 9. Như vậy là 2 phần âm 9. Chấm phẩy âm 0,5 chấm phẩy âm căn bậc 2 của 3, đúng không? Lần lượt là như vậy số đối của 2 âm phần 9, như vậy số đối của số âm thì số dương bỏ số âm đi là được, kết quả là 2 phần 9, đúng không? Giờ số đối của âm 0,5 chính là 0,5. Còn số đối của âm căn bậc 2 của 3 chính là căn bậc 2 của 3. Giờ như vậy mình xong câu thực hành số 1 nha. Giờ câu thực hành số 1 các em là có kết quả giống thầy. Các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng.
Giờ tiếp theo mình sẽ phần 4 là mã so sánh các số cực. Số 1 nhỏ so sánh hai số cực cũng như là số hữu tỉ trong hai số cực khác nhau luôn có một số nhỏ hơn số kia. Đúng này. Thì so sánh hai số cực giống như là so sánh hai số hữu tỉ không? Đúng này. Nếu số cực A nhỏ hơn số cực B thì mình sẽ quyết A nhỏ hơn B. Hay mình quyết ngược lại B lớn hơn A cũng được. Số cực lớn hơn không gọi là số cực dương. Số cực nhỏ hơn không gọi là số cực âm. Số không không phải là cực, số cực dương cũng không phải là số cực âm nha. Tiếp theo là A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C thì mình sẽ kết luận là A sẽ nhỏ hơn C. Đó là tính chất bắc cộng. Đúng không? Cũng giống như số hữu tỉ không? Số 2 là các so sánh hai số cực. Hoạt động 5, câu A là so sánh hai số hợp phần. Giờ khi so sánh hai số hợp phần mà có số âm á, thì các em sẽ so sánh cái phần mà bỏ phần âm đi, bỏ dấu trừ đi, mình so sánh hai số dương trước. Giờ mình mới kết luận đúng không? Vậy mình sẽ bỏ dấu trừ đi thì mình thấy là 0,617 và 0,614. 0,617 và 0,614. Thì đây là hai số hợp phân thì mình so sánh phần nguyên số 0 giống nhau. Hàng phần 10 số 6 giống nhau. Hàng phần trăm số 1 giống nhau. Hàng phần nghìn đây số 7 số 4, 7 lớn 4 như vậy có nghĩa là 0,617 sẽ lớn hơn 0,614. Đúng rồi. Nên giờ nếu mình thêm dấu âm vào thì mình sẽ đảo cái dấu này là mình nhớ là số âm nó bị ngược lại. Có nghĩa là âm 0,617. Đảo cái dấu là dấu lớn hơn đảo thành dấu nhỏ hơn. Âm 0,611 đúng không? Như vậy mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì người ta kêu mình nêu quy tắc so sánh hai số hợp phân hữu hạn. Giờ mình nhớ là muốn so sánh hai số hợp phân hữu hạn thì so sánh hai số hợp phân khác dấu trước thì chắc chắn số âm phải nhỏ hơn số dương đúng không? Còn so sánh hai số hợp phân dương thì mình có so sánh hàng phần nguyên trước, giờ hàng phần 10 phần phần trăm hàng phần nghìn đúng không? Còn so sánh hai số hợp phân âm thì mình so sánh phần dương của nó. Giờ sau đó mình sẽ đặt dấu âm vô và đảo ngược cái dấu lại là được. Đúng không? Như vậy câu B mình trả lời như sau. Như vậy câu B các em trả lời là nếu mà so sánh hai số hợp phần khác dấu thì số hợp phần âm luôn luôn nhỏ hơn số hợp phần dương. Đúng không? Tiếp theo là so sánh hai số hợp phần dương. Thầy sẽ đổi màu cho các em dễ quan sát nhé. Còn các em ghi vô tập thì các em ghi một mèo là được. Đúng không? Như vậy so sánh hai số hợp phần khác dấu thì số hợp phần âm chắc chắn phải nhỏ hơn số hợp phần dương. Tiếp theo là so sánh hai số hợp phần dương. Bước 1 thì so sánh phần nguyên của hai số hợp phần đó. Số hợp phần nào có phần nguyên lớn hơn thì số hợp phần đó sẽ lớn hơn. Đương nhiên, đúng không? Bước 2, nếu số 2 số hợp phần dương đó mà có phần nguyên bằng nhau thì mình sẽ tiếp tục so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng sau dấu phẩy kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số xuất hiện khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó thì chữ số nào lớn hơn thì số hợp phần chứa chữ số đó sẽ lớn hơn. Đúng này. Còn so sánh hai số hợp phần âm thì mình so sánh cái phần dương của nó. Nếu A nhỏ hơn B thì mình sẽ kết luận là âm A sẽ lớn hơn âm B. Đúng này. Giờ trả lời xong hoạt động 5 mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo trong những trường hợp thuận lợi ta có thể so sánh hai số cực bằng cách biểu diễn hợp phân mỗi số cực đó do so sánh hai số hợp phân đó. Đúng. Giờ mình sẽ qua tiếp ví dụ 3 so sánh. Như vậy so sánh hai số này. Giờ so sánh hai số này thì mình sẽ so sánh phần nguyên trước. Thì mình thấy là phần nguyên số 1 giống nhau. Mình so sánh hàng phần 10 số 2 giống nhau.
hàng phần trăm số 3 giống nhau, hàng phần nghìn số 4 giống nhau, hàng phần chục nghìn số 5, bình đại số 4, dõi dàng năm lớn 4, như vậy số bên trái sẽ lớn hơn số bên phải. Đúng nè. Còn câu B thì mình sẽ làm tương tự. So sánh phần nguyên số 0 giống nhau, hàng phần 10 số 3 giống nhau, hàng phần trăm số 2 giống nhau, hàng phần nghìn đây là số 1, đây là số 3. Số 3 này có nghĩa là lặp lại bao nhiêu lần? Đúng không? Vì bên đây là số 1, số 3 thì có nghĩa là số bên trái sẽ nhỏ hơn số bên phải. Thì bị so sánh hai số hợp phần cũng khá đơn giản. Đây là hai số hợp phần đều là dương hết. Đúng không? Giờ tiếp theo là chú ý quy biểu diễn một số cực dương dưới dạng số hợp phần hữu hạn hoặc vô hạn, thường là phức tạp. Trong một số trường hợp ta phải dùng quy tắc sau với A, B là hai số cực dương. Nếu mà A lớn hơn B thì mình kết luận là căn A sẽ lớn hơn căn B. Đúng không? Mình khỏi phải biểu diễn qua số hợp phần cho giác dương. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ làm câu thực hành số 2 giống như cái ví dụ 3. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu A trước. Mình so sánh 1,375. 375 này là một chu kỳ nha, được đi lặp lại mãi mãi. Và hỗn số 1 và 3 bằng. Giờ thầy sẽ làm câu câu thực hành số 2. Câu A trước. Ta có một phẩy ba bảy năm, mình sẽ bôn cái số này dễ quan sát. 1,375, 375, 300. Giờ tiếp theo mình sẽ đổi cái hỗn số này thành phân số luôn. Giờ đổi hỗn số thành phân số nha, 1/3/8. Bây giờ thầy sẽ đổi qua số hợp phần luôn nha. Như vậy là 3 chia 8 thì bằng bao nhiêu? 3 chia 8 thì sẽ bằng là 0,375. Như vậy có nghĩa là 1,375. Được nè. Giờ bây giờ mình so sánh hai cái số hợp phần của nó. Vậy như vậy mình thấy là hai số này, mình xem số nào lớn hơn thì mình so sánh hàng phần nguyên giống nhau, hàng phần 10 giống nhau, hàng phần trăm số 7 giống nhau, hàng phần nghìn số 5 giống nhau, hàng phần chục nghìn ở đây số 3. Ở đây không có nghĩa là số 0, đúng không? 3 sẽ lớn không, vì số bên trái sẽ lớn hơn số bên phải, đúng không? Vì 1,375 375 sẽ lớn hơn 1,375. Đúng này. Nên mình kết luận là cái số này sẽ lớn hơn số này. Một phẩy ba bảy năm sẽ lớn hơn một và ba bằng tay. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B thì người ta kêu mình so sánh âm 1,27 và âm 1,272. Đúng này. Giờ trước hết mình cũng bung cái số này ra, sau đó mình so sánh. Mình sẽ làm câu B. Ta có chứ. Mình sẽ bùng cái số nha. Âm 1,27, 27 nằm trong chu kỳ. Đúng này. Bùng ra. Âm 1,27, 27, 300. Tiếp theo quỷ. Bây giờ mình so sánh cái phần dương trước. Đúng này. Có nghĩa là bỏ dấu trừ đi. 1,27, 27, 27, 300. Ở đây thêm số 27 nữa. Vì số 27 này lặp đi lặp lại mãi mãi nhé. Còn bên kia là 1,72. 1,272. Đúng nè. Như vậy là mình so sánh hai số này xem số nào lớn hơn, nhỏ hơn.
Bây giờ mình so sánh phần nguyên giống nhau, số 1, hàng phần 10 giống nhau, hàng phần trăm giống nhau, hàng phần nghìn giống nhau. Ở đây là hàng phần chục nghìn, đây là số 7, bên đây không có nghĩa là số 0. 7 sẽ lớn hơn 0, gì có nghĩa là số bên trái sẽ lớn hơn số bên phải. Nên giờ nên số âm sẽ ngược lại, đúng không? Âm 1,272727. Số âm sẽ ngược lại, nhìn lớn hơn biến thành nhỏ hơn, âm 1,272. Giờ mình kết luận vậy. Như vậy ở đây mình sẽ rút gọn lại chính là 1,27 nằm ở chu kỳ, đúng không? Sẽ nhỏ hơn âm 1,272. Giờ như vậy là mình xong câu vượt hình số 2 nha. Giờ câu vượt hình số 2 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm click video, thầy biết các em làm đúng. Giờ tiếp theo phần số 3 là minh họa trên trục số. Giờ tiếp theo là minh họa trên trục số. Giả sử có hai điểm x và y lần lượt biểu diễn hai số hợp xy nằm trên trục số nằm ngang. Ta sẽ thừa nhận nhận xét sau: nếu x nhỏ hơn y, 2y lớn hơn x thì điểm x sẽ nằm bên trái của điểm y. Đúng rồi. X nhỏ hơn y có nghĩa là x sẽ nằm bên trái nha. Ngược lại, nếu điểm x nằm bên trái của điểm y thì x sẽ nhỏ hơn y. Đúng rồi. Hay là mình sẽ nói ngược lại, y lớn hơn y cũng được. Đối với hai điểm x y lần lượt biểu diễn hai số hợp xy trên trục số hạng đứng, ta cũng thừa nhận nhận xét sau: nếu mà x nhỏ hơn y hoặc là y lớn hơn x thì có nghĩa là x sẽ nằm dưới điểm y, đúng không? Ngược lại, nếu mà x nằm dưới điểm y thì mình có thể kết luận là x sẽ nhỏ y, hay mình nói là y lớn hơn x cũng được, đúng không? Thì trên trục số nằm ngang thì điểm nào nằm bên trái sẽ là điểm đó sẽ nhỏ hơn. Còn đối với trục số hạng đứng thì điểm nào mà nhỏ hơn sẽ nằm phía dưới điểm ở trên, đúng không? Mình xem ví dụ 4, sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 3 âm 1 và căn bậc 2 của 2. Như vậy số âm sẽ là nhỏ nhất rồi, âm 1 sẽ nhỏ nhất. Tiếp theo sẽ là căn bậc 2 của 2. Đây là 1,4 thôi, đúng không? Giờ tiếp theo số 3 sẽ lớn lớn nhất. Như giờ mình xem người ta giải nha. Ta có là âm 1 sẽ nhỏ không? Và không sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 2. Nên mình kết luận là âm 1 sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 2. Tiếp theo là do 2 sẽ nhỏ hơn 9, đúng không? Nên mình kết luận là căn bậc 2 sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 2 sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 9. Mà căn bậc 2 của 9 chính là số 3, nên mình kết luận là căn bậc 2 của 2 sẽ nhỏ hơn 3. Hoặc là các em chuyển qua số hợp phần cũng được. Thì căn bậc 2 của 2 chính là 1,4 thôi, còn đây là 3, đúng không? Vậy các số đã cho sắp xếp theo thứ tự là âm 1 nhân tới căn bậc 2 của 2 nhân tới số 3. Do âm 1 sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 2 nhỏ hơn 3, nên căn bậc 2 của 2 sẽ nằm bên phải của điểm âm 1 và nằm bên trái của điểm 3 trên trục số nằm ngay. Trong ba điểm ABC chỉ có điểm B thỏa mãn hai điều kiện đó. Vậy điểm B sẽ biểu diễn số hợp là căn bậc 2 của 2. Đúng rồi. Như mình thấy trong ba điểm ABC thì chỉ có điểm B sẽ nằm giữa 0 và 3 thôi, nên điểm B sẽ biểu diễn căn bậc 2 của 2, đúng không? Như vậy là câu A thì mình sắp xếp giờ, đúng không? Câu B thì mình sẽ, trong ba điểm ABC trên trục số dưới đây thì có điểm nào biểu diễn số cực căn bậc 2 của 2, hãy xác định điểm đó thì mình xác định được chính là điểm B, đúng không? Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khách và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em này chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký ấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.